Đó, sẽ đến với trận thi đấu thứ hai. Rồi, trận thi đấu này quân chúng ta dường như là đẹp hơn. Bằng Samin Hixeng. Rồi, Samin Hixeng. Và bên kia là Baby Greg và Roman. Hai Baby. Và trận thi đấu thứ hai của CD đấu thứ tư đánh giá quân chúng ta là tươi hơn rồi. Alo, và cho đến với trận thi đấu thứ hai của xe đấu thứ tư. Và sau một trận thi đấu đầu tiên, chúng ta đang là người bị dẫn trước. Và xin lời chào đến bạn Tân Hiếu. Và người anh em vừa để chào đến mình, nhưng mà bây giờ mình mới đọc khung chat, không biết anh em còn theo dõi kèo đấu này không. Và trận thi đấu này, Sang Min Samhit là quân chúng ta, và bên kia là Baby Greg. Vâng, Baby Greg Rome. Và hai Baby thì có lẽ đọc một lần thôi và chuyển sang những máy khác nào. Đây là máy Sang của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Đây là máy Văn Nhất với bài đấu của Min. Rồi, phía giữa nhà Hàm Nhi là có bãi quả, nhưng tôi nghĩ là game thủ Văn Nhất. Và không biết ai sẽ là người ăn. Đây là máy xi măng. Rồi, Samarian sự đáng tiếc khi mà Xuân Thứ là người cầm hit thì em được đẩy ra bên ngoài cánh này. Rồi, về thế bài của em thì em cũng tìm thấy cho mình bãi quả phụ rồi. Và cạnh từ hướng dưới 6 giờ và có hai cánh rừng. Và có lẽ sẽ ưu tiên những chiếc nhà cứng được răng qua đây. Và giá như đổi về cái thế mà game thủ mùa 1 đổi sang mùa 3 thì có vẻ là mắc binh hơn trong một cái thế này. Và thì đầu tiên quay trở lại máy của game thủ Hoàng Minh Nhi bài đấu sen xem nào. Đó, không phải là quân đẹp thắng đâu. Vâng, nhiều thế trận ra quân vâng quân cân là quân xấu hơn ra vẫn là bài đấu chiến thắng. Đó, nhưng mà cũng tùy vào rất nhiều cái thế trận và cũng như tùy vào cái vâng trong những khoảng tầm 3 giây. Vâng, 3 giây và những tình huống gọi là tình tiết. Vâng, thay đổi cục diện trận thi đấu. Vâng, nếu như có tân thi đấu còn anh em mình đang khỏe, cũng như là sau 1-3 giây chúng ta chưa để ý bản đồ con hoặc là bị lọt nhà thì phạ thì chẳng hạn, thì chúng ta sẽ là người vâng bị thọt hơn. Và nói chung những tình tiết trong địa đế chế, và nó cũng như kiểu là trong chiến tranh vậy. Vâng, chuẩn xác, đây là một loại trò chơi là chơi theo kiểu chiến tranh. Và nó không đoán được trước tân thi đấu nào. Vâng, như vậy rất vâng bạn và anh bạn Bùi Kỳ theo dõi trên cái kèo đấu dường như cũng rất hiểu về cái đặc sản ở Lạng Sơn, nó chỉ là vịt quay cũng như là vâng vịt quay thôi. Vâng, còn om vịt thì nó cũng bình thường. Vâng, vịt quay ở bên trong là lá mắc mật. Vâng, nếu như anh em ở Lạng Sơn, như anh em nào ăn đã từng ăn một cái món vịt quay của Lạng Sơn thì không bao giờ quên rồi. Vâng, ăn một lần người ta gọi là nhớ cả đời. Và chỉ cần ăn một đặc sản của Lạng Sơn thôi, cũng như là chỉ cần tiếp xúc vâng hoặc là chơi với một người của Lạng Sơn thì anh em rất quý và nhớ cả đời luôn. Vâng, đấy là vâng đấy là giới thiệu đôi chút về quê hương thôi. Và đây là Min Wan. Như vậy trận thi đấu này thì game thủ Min Wan của game thủ Văn Nhất sẽ là bài đấu ta sẽ là bài dâng đánh chém và dâng lờ để cho Hoàng Nhi anh là người trong cánh đánh cung. À không, vậy chính xác đây, vâng đúng ra thì trong cánh mình dâng ra để đấu cánh đánh cung mới chuẩn. Alo, vâng, xin chào bạn Cường Phan, không biết người anh em đã cảm thấy âm thanh ok chưa nhỉ?
Alo, bây giờ quay trở lại với trận đấu này. Và không biết là anh em theo dõi kèo đấu có cảm thấy âm thanh có bị rè không nhờ, vì hiện tại là bạn Cường Phan. Và không biết là do loa của anh em đang ngồi trên máy tính hay là trên và điện thoại. Và hiện tại thì mình đang thấy tất cả anh em theo dõi kèo đấu nhưng cũng không có anh em nào phàn nàn về cái tình âm thanh có bị rè. Và không biết là bạn bạn thử check lại cái cắm jack cắm tai nghe của người anh em xem nào. Và xin cảm ơn người anh em. Vâng, mình đã cập nhật quân cho chỉ số cho anh em rồi. Và C4 chúng ta đang để thua trong trận đầu tiên. Và đội bạn đang là người dẫn trước. Và xin cảm ơn người anh em. Và anh em Trịnh Văn Duy và đội đã nhắc mình. Và ok, xin gửi lời chào đến bạn Nguyễn Văn Trung. Và không biết là Nguyễn Văn Trung đã nghe thấy lời chào của mình chưa. Và rất mong người anh em có thể chat lên một tuần. Rồi, cái này đang ăn được rất nhiều nông dân đến từ game thủ M7. Quá nhiều nông dân của game thủ 9 ít công vừa phải nằm xuống. Và trong một tuần thi đấu mà đi hỏi thăm đến từ Minh Oan. Rồi, một tên tiện chuyến công tác. Vâng, tiện chuyến công tác và làm luôn cả dân của game thủ người cầm màu 6 mèo mèo. Rồi, đảo qua màn hình máy khác xem đây là màn hình máy của game thủ Bảo Xuân Thứ nào. Bài đấu Hitty đầu cánh. Vâng, em giật cho mình một cái hốc. Rồi, thêm đầu tiên này người ta hốc để có thể chống chém thôi. Rồi, bên kia là game thủ màu 8. Rồi, Triệu Tử Long. Vâng, với bài đấu mà bên kia màu 8 đó chính là Roman. Và xin lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Đức. Vừa rồi anh đã gửi tặng cho game thủ của chúng ta, đó chính là 530 sao. Và rất mong anh em sẽ cùng theo dõi kèo đấu, sẽ khích lệ và động viên cổ vũ tinh thần cho các cả game thủ bằng những lượt like, lượt share và cũng như những ngôi sao rơi. Và những ngôi sao dành tặng game thủ cũng như là anh Nguyễn Văn Đức đây, bằng 530 sao. Và thể hiện tình cảm mình dành cho game thủ và cũng đó cũng sẽ là động lực để cho các game thủ chúng ta thi đấu và gọi là mạnh mẽ hơn. Và gần nhận được tình cảm chắc chắn ta không không được phép là gọi là có lỗi lầm cũng như là để đánh thua được. Đó, 28, một cái hốc khá nhỏ dành cho game thủ Hitty. Đó, hơi khó chịu khi đồng bạn đang công lên đây cả màu 5. Vâng, có lẽ tuần này game thủ vâng có lẽ tạm thời tẩu cái hốc của mình thôi. À không, tuần này vâng tuần này chốt nhà BE và rỉa hết cung rờ bên ngoài, tôi nghĩ vẫn tươi khi đây cũng chỉ là ba con chém. À không không, tuần này tạm thời chim én thôi. Vâng, đội bạn đang muốn lấy tham lai game thủ Xuân Thứ. Và hiện tại thì Thứ tham lai tụt xuống 59. Rồi đội bạn tơn vẩy e. Và tôi chuyển máy thôi, không muốn nhìn thấy cái thảm cảnh này. Rồi, đang rất nhiều nông dân đến từ game thủ người cầm màu 8. Vâng, đây thần rượu long, thần rượu long rồi. Vâng, còn anh Đức anh phải thêm cái từ thần rượu long. Vâng, phải dùng cái từ thần thì có thể mới vâng nói chính xác đến anh Thành Long ra một tượng đài. Một tượng đài ngồi chiếm trệ không ai dám nói sai. Và cứ phát biểu gì với Thành Long thì mặc định phát biểu là phải chuẩn, bằng không là bị bằng ba ly vào mồm. Rồi đây là máy Hoàng Mai Nhi. Rồi báo về gì là một tuần đấu anh đang bị ốp lên. Vâng, đây là cung rờ game thủ người cầm màu 8 truy mạnh. À không, màu 8 tú xuất. Rồi, một bài đấu xanh đấu cánh của game thủ Hoàng Mai Nhi. Rồi, hiện tại thì tham lai anh đang là 62. Rồi, sóng gió đã đi qua. Rồi, Xuân Thứ.
Rồi sau một tuần may sao em vẫn còn được giữ một đạo dân có thể hồi lại những cái cơ sở. Một trận đấu mà đang rất khó thở trong một tình huống mà là đội bạn đang là người vây cái hốc này. Vâng, nếu như cái khả năng cao nếu như rơi vào tay các em thủ trẻ mà trong một tình huống đấy cảm giác. Và không biết có giữ được thăm lai không. Đây là máy game thủ Hoàng Mai Nhi, Seng. Rồi cái này thì game thủ Văn Nhất bài đấu min thì hiện tại em thăm lai 17. Rồi 17 đã thăm lai là 19, khoảng 9 còn 10 lạc đà. Như vậy em còn giữ được khoảng tầm 8 dân. Còn một tuần vậy đến từ đội bạn nhưng mà hơi đen, tuần này ta bị tắc. Đó, hơi đen trong một tuần đấu bị tắc lạc đà. Hiện tại thì màu nam chi mệnh vẫn là bài đấu đang khỏe. Và tôi đang thấy khá đông cung rờ đến từ game thủ màu nam trong một tuần mà đi quân đến từ game thủ Văn Nhất. Và đây là máy xi măng. Rồi anh đang chăn lại nhà màu 8. Úi dồi, tiện chuyến, vâng chuyến công tác này đi là một tuần bằng phát hiện ra rất tươi. Vâng, gọi là chuyến một tuần, một chuyến công tác thực sự bổ ích đến từ game thủ xi măng. Khi ăn được trọn vẹn một tuần dần của game thủ màu 6. Rồi một công đôi việc, màu 6 và màu 8 là người phải ngã xuống một tuần dần khá to để một những tuần dần ăn hoàng. Vâng, đánh ngay vào cái nồi cầm điện. Và còn cao hơn người ta gọi là đánh ngay vào tài chính, và gọi là kinh tế. Rồi 35, Hoàng Minh Nhi nào, 61. Và anh đang một tuần đấu mà đang đứng thế nhà thua tàn tập. Bằng 3 nhà đang công lên đây. Vâng, đang là một tuần đấu mà cả 3 nhà game thủ bên phía Liên Quân kia đang công lên đây. Rồi game thủ xi măng đến. Vâng, có lẽ là game thủ xi măng đến tuần thi đấu này thì vẫn tôi nghĩ là vẫn chơi được. Rồi một tuần vẩy e hay đến từ Hoàng Mai Nhi. Rồi xi măng là người áp sát. Vâng, phối hợp rất ngọt ngào game thủ xi măng. Vâng, chớm ông anh bị đồng đánh vào là xi măng anh kéo quần về ngay. Rồi một chiếc nhà cứng. Vâng, không biết anh để sóc quần chưa. Và đây là máy game thủ xi măng. Rồi như vậy chi mạnh là người resize. Một trận đấu được gọi là tơn cuối cho game thủ bên phía Liên Quân bên kia. Đó khi mà không ốp được nhà game thủ Hoàng Nhi, một trận đấu cầm xanh đầu cánh. Rồi tham lai là khỏe nhất bản đồ. Và trận đấu này game thủ xi măng cũng là bài đấu chém rất hay dành cho Summerian. Rồi một đều trong set đấu thứ tư.